Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tám ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Ôi, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đích mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị mê. Lần nào qua cũng quà cáp ở trên cái trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ. Quá. Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, water. Bà nó có đầu óc, bà nào không nghĩ bậy bạ không à? Không, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra tập nhảy đầm thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi cũng không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Security là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, Sapality ai biết đâu mà tôi mới qua mà có dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi. Tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng chỗ tị với tôi mà quen. Tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ. Bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi. Xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ. Chạy lên nha. Đi ra đằng trước.
bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước, đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa? Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập ngậm nhảy ngậm nha. Ngậm gì cút vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đấu bò. Có bò hả? Không phải hả? Bà nói tôi không bò hả bà? Ờ tao bò, bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Qua đây. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những mê mơ mộng mơ. Ôi trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy chạy? Ôi, thấy sao tôi đưa? Bà chạy cùng lắm mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong mong manh khi tôi còn xa. Lò hán, lò hán. Hả? Lò hán. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Đỡ. Không nổi đâu. Lo. Cười lên đi. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây, chàng quá húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy, phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi ra bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ nó vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Nhưng sao? Mà tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhiễm. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau rau. Rồi tôi tập thêm cho bà đồng chí thi. Rau rau. Nha. Rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại.
chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Ờ, đi ngõ này hả? À. À, thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Sao ngoài kia chưa có mưa? Đổ tài đồng ý ơi! Go! Hey! 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 Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần. Sao ngoài kia chưa có tuyết rơi? Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát. Bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vậy vậy, mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật, mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát. Thấy không? Cái gì? Mấy cái nhạc bà ba nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài Cò bay, cò bay. Bài nhảy cái gì? Bài nhảy cái gì? Có bài cho nó được rồi. Nó cười quá. Hát cái nhạc cà giật cà giật, người ta nhìn vô người ta cười. Già mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên. Ha? Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha. Tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi, hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mưa đắng, mây vẫn hay đi quê. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thì thầm. Trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát là hát như vậy. Hát như vậy. Ông tàu lao ông ơi, ông hát của tàu lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng. Thì bởi hỏi trong tình yêu chứ. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có năng, không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, thấy chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh bi da mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, dễ nhất mà. Thi dễ gì? Cái cuộc thi gì Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vista hả? Vista giải nhất. Đừng có tào lao. Tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vista tôi giải nhất. Vista là chương trình Thúy Nga Paris by Night ta tổ chức. Tôi đâu bao giờ thấy ông đâu. Thôi không thấy mặt ông ngay từ vòng loại. Vista Paris Night gì? Paris by Night. Ông Vista của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu.
chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè, sóng ập ập tôi vẫn hát biển sóng đừng xô tôi phàm rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không, cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi à. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền à, sao lên trên núi tôi nhìn xuống dưới đó, thấy biển trôi rồi tôi hát ô rừng núi của ta phàm rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim cha đạp xuống. Sao bắt đạp không? Hát quá chim bãi chân cha bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? Hả? À, chấn thương cổ gì? Nè, sao không chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Cái kể chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. À. Nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong viện dưỡng lão này còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay rồi. Ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống. Sao? Sao mấy hổm rài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong viện dưỡng lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổm rài không thấy bà Liễu, bị bà mấy cái môn hát bà mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. À. Hổm rài cái da bà xanh xao lắm. Tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh á. Rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh đó rồi lấy cái xác đó ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó. Chứ trà xanh nào mà uống xanh da cha. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu. Không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô gái hay hòn trong trắng thân chưa dương bụi trần xuân. Xong dần. Thôi lên đi bà. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài gái xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn xuân của tôi. Tôi khoe cái khác mà. Ôi hát cô gái còn xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần à. Quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Thôi bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à? Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh đó. Khúc còn lại là của tôi, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ yeah. Không nên nết mà lá chùm à. Ủa? Làm gì? Ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại. Ở trong diễn lão mà làm như là ở bên Australia. Đeo vàng ngập mặt, học sàng học tròi được. Ganh tị. Ừ. Gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con gì? Tôi nó nói má ơi, má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá. Bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì, con mua mớ hột sòn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Gà rồi đâu có bắn đâu. Thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi nè, có tiền là để dành chữa bệnh đi. Cái mặt vậy xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi. Tôi vô đây ở nghe xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe, nhà mình được cái là cái gì cũng không có mà ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy 246, 357 ba chia ra ba ở chủ nhật.
bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi, ba già rồi, đi tới đi lui mệt. Không, ba vô bà ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô diễn lão, tao ở cây cảnh hữu tình, cho vui. Trời trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi, dọn nhà dọn tới dọn lui làm chi. Dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn làm chi. Đi sao nổi. Chờ dọn 1 căn 1 vô Bình Hưng Hòa, yên tĩnh. Ủa, có khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa địa. Cha này, vô duyên à. Vô duyên. Bán lựu đạn hả? Nổ á, không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa, thích vô được không? Nói có điều kiện lý do nha, xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ, ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ, ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đờn ta hát thôi. Ô mê ly đời ta. Hay quá, có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vòng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi à. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng. Thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên. Hiểu không? Ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Nè. Gì? Hot girl. Gọi miết thôi, gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa, nhiều tiền quá thanh toán không nổi đâu. Alo, heo con hả? Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ, anh thỏ trắng đây. Không. Ừ. Thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo. Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? Gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Sao? Ừ, gì? À, ông... Làm cái môi lên kìa, rớt cái môi rồi. Ờ, ông sao đâu? Thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cái hả? Ừ. Thôi bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2,5 triệu. Cấp máy over. Hay không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy đó, nó sung, phải không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Không? Cuộc sống khi mà nó có cái gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. Đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ đâu ai hợp với ông. Bà. Gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe, mệt. Không, tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà người không ra người, heo không ra heo. Ôi! Bà đừng làm nhiêu mà chết mẹ. Là gì mà không quéo dữ vậy ông? Sướng nó. Sướng quá mà nó quéo người, tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô trong cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng, cha nhớ. Mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh, em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày
đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta sum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc suốt đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn gì? Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Bari Banai hả? Ba tóc tiên bên ai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát ở trong Bari Banai đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà, cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc cho tôi rồi. Bà tên Tiên, người ta kêu em tóc Tiên, Tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì? Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại. Cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc. Tới đọc lui cũng vui. Còn hơn những người mà không có, sắp chết già, chết mòn đó, trên ghế đá. Ôi trời. Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Trại cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thế hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thu điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thu vô điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bển nào? À, bển đi bển này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ê, ôi, qua xa. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hãy mình là ăn ở có đức cho nên trời cho. Cái dòng mà thất đức là phù mỡ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu có cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần á. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á. Cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra lấy thơ. À thơ bên Mỹ à? Ừ, tôi qua thấy nha. Ê, khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Trời, tôi chốt nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị đếm hột sàn. Đây trời. 3K nè, 6K đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18K, hai bên 36K. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học xoàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Sao không có cơ sở, đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hổng này xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó, thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc nghe chơi. Bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài ta lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có đó. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ, ký tên Barito. Ồ, ghê không? Lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Vui quá, xa là vui. Trời trai ai bên gái, ai nấy cũng thiệt vui. Nè, vừa phải tao nghe.
Ôi trời ơi, mấy người mà trời ơi, đừng có nói con quen với tụi tiên đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Nó mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không? Ê, đây, 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 tôi chị vậy. Làm gì? Loài chành té bứa đây ha. Gì vậy? Dở qua, dở lại, trắng nõn, không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Gì à? Nè, có chữ nào đâu, ông coi đi. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không in là cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè, tại sao ba người ở chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Hay gốm á, thân chưa dướng bụi trần hay gốm á. Nè, tại sao mở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không hiểu, tôi chơi với người lừa dối làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ, chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ. Ký tên Mã Thị Tố. Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa. Để cho chị ra ngoài, chị điếm hột sàn ha. Ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá à. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé? Bà hay quá ha. Ôi giờ sao? Có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi rồi, ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai điện thoại kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè, bảo quên nè, nghe đi nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi, ông nào kiếm bả đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bả quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo má hả? Má à, con nói má nghe nè, mai mốt á má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi, rồi má cần cái gì á rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài, chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao. Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi, mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao. Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết pin rồi. Ôi. Bà quên cái vỏ. Bà xào mình hả? Đúng không? Đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bởi gì? Ờ đi ngang. Cảm ơn. Cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Ờ. Thôi còn tiền bê cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Ờ. Thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu. Khi nào má rảnh mới. Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới gì à? Ờ. Bà Liễu. Nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu. Không có ở. Liễu à. Cái dây. Điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mơ.
Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Cô bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, cho má vô đó chi ở nhà với con. Vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nó chỉ thương thiệt mà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Mình bỏ qua chuyện cũ đi. Mình phải vui lên, đúng không? Bây giờ buồn nào cái gì? Mình phải hát, mình phải cười. À, chỉ còn nhiều ngày sống ở đâu buồn làm vậy? Dạ, sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nghe. Nhớ, ông nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nghe. À, bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói là đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi, cho mắc mơ gì ưa, ai ưa ông? Mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi cũng mưa âm luôn. Cái gì vậy? Ông ra mưa ai tôi mưa vậy đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Ê nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình thấy vui đi. Vui. Ra. Vui mấy. Lên đi em ơi. À hãy. Lên sâu những dòng lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngước mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tiếng người. Ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người. Ta làm máy bay khắp phương trời. Hey! Cười lên đi em ơi. Cười tươi sống chứ sống lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn đời đi bà cô. Nhìn đôi thay ta vàng tím. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời, ta đang chim bay khắp phương trời.
Là Liễu. Má, con biết là má thương hình con, như thương cháu. Nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi ông ơi. Con không có vui má ơi. Thôi, má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Bà Liễu à! Bà Liễu ơi! Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đập nào gõ nhịp không. Khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng, bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ông xàm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì tối cất. Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm, là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà. Thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Sao mất rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ. Chẳng hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi. Đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali. Show Paris by night là ở Cali. Mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. Tôi tưởng nó qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi. Chưa thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ bút vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bòn này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bòn gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi.
Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6,000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hư. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Một con đường tìm một lối ra, ngày qua ngày tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó quên, anh Huy nó tôi đâu? Sao nãy anh gạt tôi? Tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xíu đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bả ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi. Giạt ra. Yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh Huy. Anh Huy. Đó. Ơi ơi. Ủa, em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? Hai tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi, lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này, chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À, em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em, bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà anh làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không không, để tôi nói bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu cô khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Hả? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi, muốn ngồi nha. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây hả? Coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi. Em sẽ dẫn anh với ba má anh ra nhà băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. À. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Sâu sống mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À, ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện đó nó... Ba má tới đây rồi. Có. Tại sao tới đây khoan? Lúc khoan. Dạ. Để tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi chém máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5,000. Thua 5,000 kéo không được. Thua 5,000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5,000 phải không? Đây. Cầm lấy 10,000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ.
Sao anh hứng hờ với em vậy ạ? Nó ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh ghét có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, anh có, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là à, hồi nãy anh có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Chớn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, đợi đàn cho em hát đi mày. Đàn đâu? À, đã quá, nịnh được cái rồi. À. Là sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng, 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 đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó, em sang. Một ngày nào đó, em nhớ có một lần. Một lần mình nói, ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ? Có bằng trăng gì? Bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Rồi rồi. Một lần đã chọn địa hiếm dân. Với anh em mãi là người tình trăm năm. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chạy nước miếng quá trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Cái này đủ rồi. Quay ơi quay. Đủ rồi, giãn ra cho tao. Quay ơi. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là mổ đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? Ai à, nhìn Quy. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết sao luôn. Anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy. Quay đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cho con hiểu chứ cà đi. Để tôi tống dịch cho nên để đi ở mẹ mày đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Ăn đi mày 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 chụp nám rồi ăn đi America ăn đi Mỹ rồi. À bịch. Ai qua Mỹ hát được không? Tại em đúng hồi ba má chứ quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Ôi chứ bỏ mày đẻ mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chụp nám rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trần. Hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con rã đây là cho con bù đây. Rồi chứ là đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chụp nắm á chứ con chưa về thế. Quý! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nuôi lên. Mày bị mình đi. Mày ở trong về trong bấu đó rồi trong mày trong đủ rồi ba má nói gì vậy em nghe không được bấu quá má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. À, bà qua bà nói chuyện đi không hiểu ý là bà nói là con á là cháu ní là con á có lấy tân lũy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có sữa cho con là bù à. Mà nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bên cháu là cái quay đâu chứ quê, là cháu là lớn lên hồi xưa má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó thì đó vậy thôi. Ừ. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Thôi, hai đứa bay. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu.
con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu ngu. À, thì hai đứa đẹp đối là bạc chó, hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi, lấy nhau đi. Làm cười đi. Tao nói giãn ra, không có giãn ra, có thể em nhập không? Thì được rồi đó, mày hốt nó đi về mà. Mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm. Thôi. Này, mày hốt con này về mày ăn thịt nó thanh gây vi với hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bác bỏ không? Hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh chị kia đi. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở. Giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không. Quán của con không có quê đâu. Sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hủa mày là cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi lật bài ngửa trời với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê cho chùm lấy cho mày. Ủa cái... Lấy đi. Đây cái... Hai nãy hai giờ... người này là sự... nãy giờ đó. Anh thấy cái chuyện nó rối quá. Tại vì anh muốn trình bày sự thật cho em nghe đó. Cái này là hai người sư. Dạ đúng. Ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì dạ tụi em là... cũng chỉ sờ cu lấy tiền thôi. Ủa sao nói người ta sờ cu cả một tháng mà lãnh lương có một lần có gì kỳ vậy thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Huy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày là dạo sau này đó anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ như vậy là quý rồi. Yes, yes sir. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên em muốn gặp ai thì em gặp. Thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà tức mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi sao kỳ vậy? Hai đứa kia mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ xóa hết rồi, thơ nhận được đốt hết rồi. Đó anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con không phải thằng. Ôi cô thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá nói cho bê đê nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết đó, như là anh Đức Quy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, là anh người rất là cô nơn.
em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sơ cư phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sơ cư đi tê mà. Em biết rồi, thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh, tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á, phải giỡn đâu à. Thôi, thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi, hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Chào mà. Thôi vậy được rồi, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Yeah. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó con ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người, còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.